Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để xử lý 21 đối tượng nam nữ sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn. Rạng sáng nay, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một thì phát hiện hàng chục nam nữ đang tụ tập sử dụng chất ma túy trong tiếng nhạc in ỏi. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như khay, ống hút, cân tiểu ly cùng bình oxy, bóng cười. Qua lời khai ban đầu, công an xác định căn nhà này do đặng Nguyễn Hải Âu 23 tuổi thuê lại rồi thiết kế cách âm, trang bị âm thanh ánh sáng, sau đó cho các đối tượng thuê để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh có 21 đối tượng dương tính với chất ma túy.